Kính chào quý vị. Số liệu từ cơ quan quản lý đường bộ Singapore cho thấy là lượng xe ô tô chạy điện đăng ký hoạt động đã tăng tới 39% trong 7 tháng đầu năm nay. Trong đó dòng xe ô tô điện thương mại tăng mạnh nhất với tỷ lệ tăng trưởng 141% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là dòng xe du lịch tăng 35%. Động lực cho sự tăng trưởng mạnh này là do Singapore đang áp dụng chính sách được ví như cây gậy và củ cà rốt. Ví dụ cụ thể là trong vòng 3 năm tới, người mua xe tải điện hạng nhẹ được hỗ trợ tới 30.000 đô la Singapore, hay là người mua xe du lịch thì cũng được hỗ trợ phí đăng ký tới 25.000 đô la Singapore. Nhưng ngược lại, nếu người mua xe chạy dầu diesel bây giờ thì sẽ bị thu thêm khoản thuế tới 10.000 đô la Singapore. Báo chí thông tin là với nhiều chính sách ưu đãi như vậy thì nhiều công ty doanh nghiệp ở Singapore đang có bước đi cụ thể để chuyển đổi dần đội xe vận tải kinh doanh của mình sang xe chạy điện. Ví dụ như tập đoàn bưu chính SingPost bắt đầu thử nghiệm sử dụng xe tải hạng nhẹ và xe ba bánh chạy điện để chuyển thư báo. Nếu thử nghiệm thành công, tập đoàn này sẽ cho thay thế 700 xe máy và xe ba bánh chở thư báo sang loại xe chạy điện. Và tương tự, có khoảng 140 xe tải nhẹ chở thư báo cũng sẽ dần chuyển sang loại xe chạy điện trong vòng 5 năm tới. Tập đoàn vận tải SMRT cũng có kế hoạch tương tự khi triển khai đội xe taxi chạy điện đầu tiên vào tháng 8 này. Và mục tiêu đến năm 2026 là có 100% xe taxi chạy điện. Hai tập đoàn Semcorp cũng bắt đầu triển khai 24 xe tải chạy điện thu gom rác thải cùng với một trạm sạc điện dành riêng cho đội xe của mình. Xe điện thì không thể thiếu hạ tầng sạc điện, và đó cũng là vấn đề được chính phủ Singapore đặc biệt quan tâm. Báo chí thông tin là hãng xe điện Tesla đã thiết lập 3 trạm sạc tại khu vực trung tâm Orchard và tiếp tục có kế hoạch mở rộng trong những tháng tới. Đó là những trạm sạc có công nghệ mới nhất, khi mà dòng xe Tesla chỉ mất 15 phút để sạc đầy. Singapore cũng đang triển khai kế hoạch xây dựng 2.000 điểm sạc điện tại các khu chung cư và có chính sách hỗ trợ tới 4.000 đô la cho mỗi điểm sạc điện như vậy. Còn về lâu dài, Singapore mục tiêu đến năm 2030 sẽ xây dựng 60.000 điểm sạc điện trên toàn quốc. Báo chí cũng cho biết là theo lộ trình đến năm 2030, Singapore sẽ ngừng cấp đăng ký cho xe chạy xăng dầu và đến năm 2040, toàn bộ xe ở Singapore sẽ sử dụng nhiên liệu sạch. Hữu Hưng, phóng viên Việt Nam tại Singapore.